Chương một. Huyện lệnh đại thọ Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thần hành đại lục Giờ khắc này chính trực mùa xuân ba tháng, dương hoa như tuyết, tơ liễu bay tán loạn, một bộ vạn vật thức tỉnh, linh hồi đại địa chi cảnh tượng. Đại tuy, tề châu, lịch thành huyện, hoa thơm chim hót, người đi đường như dệt cưỡi. Cao phủ, hậu viện cẩm tú treo hành lang, khách mời cả nhà, kèn sô na từng trận, một cái đỏ thẩm chữ thọ dắt ở phủ bên trong chính đường. Hôm nay là lịch thành huyện huyện lệnh cao viêm 60 đại thọ, các lộ quan viên thương nhân tập hợp, phi thường náo nhiệt. Lịch thành huyện huyện thừa vương đại nhân đưa bách niên nhân xăm một cây. Đông phủ trương viên ngoại đưa hòa điện noãn ngọc một khối. Tương tự với như vậy thanh âm không dứt bên tai. Đại cô gia Bắc hải thứ sử tư mã vân thiên mang theo đại tiểu thư cao như thanh đến, bị lễ mừng thọ một phần nhị cô gia chính ngũ phẩm tham tướng Vũ Triết mang theo nhị tiểu thư cao như tuyết đến. Bị lễ mừng thọ một phần. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa phủ chợt truyền đến quản gia thanh âm. Ừm. Đại cô gia, nhị cô gia đúng là cùng một nơi đến. Nghe tiếng, đầy phủ khách mời đồng thời kinh hỉ ngẩng đầu. Tư mã vân thiên, bắc hải thứ sử, quan cư tổng tứ phẩm. Luận thân tình, hắn là cao viêm con rể hậu bối, nhưng luận chức vị cao viêm mới là chính thất phẩm huyện lệnh người ta đã là tổng tứ phẩm, cao thấp lập kiến. Vũ Triết, đương triều uy viễn đại tướng quân Lương Châu tổng quản hàng cầm hổ cháu trai vợ, tuy nói phẩm cấp thấp một ít, nhưng chỉ cần nhắc tới hắn cô phụ, tất cả quan viên lớn nhỏ đều sẽ cho một ít mặt mũi. Đại đường chủ vị bên trên, một thân thọ bào nam tử đang cùng ngồi đối diện người đến chuyện trò vui vẻ, người này chính là hôm nay thọ tinh cao viêm. Nghe tiếng, hắn ha ha nở nụ cười, đứng lên chấp chấp tay, chờ lão phu đem ta hai vị kia cô gia tiếp tiến nội phủ, sẽ cùng chư vị. Dù sao bọn họ phẩm cấp không thấp, nếu là thất lễ e sợ không phải là quá tốt. Lời tuy như vậy, thế nhưng cá nhân đều có thể nhìn ra trên mặt hắn cổ này ngạo kiều. Một môn song quan lớn, đủ để ở những quan viên này hương thân bên trong ngẩng đầu ưỡng ngực. Cao đại nhân nói chỗ nào, nếu tư mã đại nhân cùng vũ tướng quân đến, chúng ta tự muốn xuất cửa đón lấy. Vì vậy, ở một đám quan viên thương nhân chen chúc dưới, Cao Viêm hướng đi phủ môn, trận thế to lớn, trước nay chưa từng có, cùng lúc đó, nội phủ, một tên ăn mặc phổ thông, thân hình gầy gò, xem ra văn văn nhược nhược thanh niên chính gian nan cổng lấy một bó lớn củi khô hướng đi phòng chứa củi. Tướng công, để ngươi được quan ức. Kẻo kẹt. Phòng chứa củi cửa mở, một thân phổ thông áo vải, khuôn mặt siêu tuyệt mỹ nương tử vội vàng từ phòng chứa củi bên trong đi ra, muốn trợ giúp thanh niên gỡ xuống củi khô. Nương tử. Không lo lắng. Thanh niên lắc đầu, triều mến liếc mắt nhìn chính mình phu nhân, kiên trì đem củi khô tự mình cổng đến bên trong kho củi. Cái này văn nhược thanh niên cũng không phải cái gì cao phủ hạ nhân, mà là chân thật cô ba gia. Cùng vừa tới hai vị cô gia so với, đãi ngộ cùng tình cảnh có thể nói là khác nhau một trời một vực. Đều là con rể, thắng thậm chí ngay cả vào bàn tiếp khách tư cách đều không có chỉ có thể ở hậu đường làm chút việc nặng có lẽ là bởi vì củi bổng quá nặng có lẽ là bởi vì mệt bở hơi tai thả xuống củi lửa một khắc đó thanh niên đúng là hai chân mềm nhũng trực tiếp ngã xuống cách xảo là phòng chứa củi có một chỗ cầu thang đá bất thiên bất ý, thanh niên ngã xuống một khắc đó sau gáy đầu đúng là vừa vặn đập tại trên thạch thai tướng công tướng công Thấy thế, Mỹ Kiều Nương kinh hãi đến biến sắc, vội vàng vồ tới. Chúc mừng, tung hưởng vinh hoa hệ thống phát động, chủ ký sinh mỗi ngày có được bạch ngân 10 lạng, lấy 3 tháng làm hạn định. Như chủ ký sinh trong vòng 3 tháng tiêu hết sở hữu ngân lượng, chủ ký sinh mới có thể cùng nữ tử động phòng. Bằng không đều sẽ chịu đến thiên phạt. Ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Chúc mừng, trên trời rơi xuống vận mây hệ thống phát động, chủ ký sinh bất cứ lúc nào theo có tỷ lệ bị vận may phụ thân mơ hồ mạnh phàm cảm nhận được một luồng xa là ký ức tràn vào trong đầu đồng thời bên tai còn có hai đạo dị thường rõ ràng âm thanh vang lên đây là xuyên việt còn có hệ thống mỗi ngày mười lượng bạc làm thanh niên mở mắt lần nữa thời điểm trong mắt thật nhiều hứa mờ mịt chính mình vốn là đỉnh đầu cấp đại học cao tài sinh ngay tại làm thí nghiệm thời điểm trước mắt mãnh liệt tối sầm lại tỉnh nửa cho đến bây giờ là hơn một đạo xa là ký ức thậm chí trong đầu còn nhiều hai cái cái gì hệ thống tướng công ngươi có thể tỉnh lại hù chết ta ngay người công phu mạnh phàm bỗng nhiên cảm thấy một trận ấm áp nguyên lai mình đã bị tuyệt mỹ nữ tử kia ôm vào trong ngực khụ khụ trước tiên buông ra ta có chút thở không nổi dãy dùa, mạnh phàm gian nan ngẩng đầu tiếp thu cổ này ký ức mạnh phàm tự nhiên biết rõ cái này mỹ kiều nương là ai cũng biết bọn họ tình cảnh cái này mỹ kiều nương tên là cao như yên huyền lệnh đại nhân tam nữ nhi thanh niên này nguyên bản cũng gọi là mạnh phàm vốn là tề châu phủ mạnh viên ngoại công tử lại nói đương triều tể tướng cao hành chu đi theo tùy chủ dương kiên khởi binh thời điểm lương thảo rất thiếu bị nhốt tề châu phủ ngay tại cao hành chu hết đường xoay sở tình thế khó xử thời khắc tuổi trẻ mạnh viên ngoại hùng hồn ra tay, trợ giúp không ít lương thảo còn có vạn lạng bạch ngân, cao hành chu cùng tùy chủ thoát vây, khởi binh thành công. Cảm động nhiều hơn, cao hành chu liền để cho mình bản gia tộc để cao viêm cùng mạnh viên ngoại kết nhân thân. Vì vậy còn tại trong bụng cao như yên cùng đồng dạng ở trong bụng mạnh phàm thành làm người nói chuyện say sưa một đôi. Lại sau đó, cao viêm bởi vì trong tộc đại ca cao hành chu quan hệ, ủy nhiệm lịch thành huyện cửu phẩm tổng quân thu sự tình, hai nhà càng đi càng gần vốn là hết thảy đều tốt song phương có thể nói là môn đăng hộ đối một cái quan gia một cái phú thương có thể sau đó mạnh viên ngoại đột nhiên nổ chết tuổi còn trẻ mạnh phàm bắt đầu đương gia hắn vốn là một cái con mọc sách tính cách lại có chút vân vân thư dạ làm sao có khả năng kinh doanh được to lớn gia nghiệp cũng không lâu lắm đã từng phong quan chuyên nhất mạnh phủ liền triệt để rơi vào suy bại tài sản cũng bị quản gia lừa gạt sạch sành xanh, xanh. Thêm vào mạnh phàm thi đậu tú tài, luôn thi không trúng, tâm tình cũng càng đê mê. Tháng ngày quá đến cuối cùng, còn muốn dựa vào huyện lệnh Cao Viêm thỉnh thoảng tiếp tế có thể sống qua ngày. Lại nhìn Cao Viêm đại nữ tế cùng nhị nữ tế cùng nhau đi tới, thẳng tới mây xanh, đã quan cư tổng tứ phẩm. Vì vậy, mạnh phàm địa vị cũng là càng ngày càng thấp, mãi đến tận triệt để không được chào đón. Lần này, Cao Viêm 60 đại thọ, hắn không chỉ không có được mời đến chủ tịch an vị, trái lại được an bài đến phòng chứa củi bên này hỗ trợ, giống như một cái hạ nhân. Về phần hắn phu nhân cao như yên coi như là số khổ, chính mình thân nương từ lâu mất, hiện tại đương gia vương phu nhân từ nhỏ đã nhìn nàng không hợp mắt, không ít cho nàng sự bán tử. Tướng mạo đẹp thì thế nào? Còn không phải như vậy bị khinh bỉ. Thậm chí, năm đó mạnh lão gia tử chết rồi, vương phu nhân còn ở trong bóng tối mò không ít mạnh phủ gia tư. Vì vậy mới có hiện tại cao như yên cũng ở phòng chứa củi một màn. Như khói. Hoàng hồn, nhìn Mỹ kiều nương, mạnh phạm lắc đầu thở dài. Hiện tại hắn đã triệt triệt để để biến thành thế giới này mạnh phạm, tự nhiên, Mỹ nữ này cũng thành hắn phu nhân. Suy nghĩ rất nhiều phương pháp, cảm tình đã triệt triệt để để dung hợp ở cùng một nơi. Tướng công. Cao như yên nhìn mạnh phạm, đau thương về một câu tháng ngày đến nước này nàng thật sự đều không biết rõ làm như thế nào tiếp tục nữa thôi chờ lần này sự tình chúng ta hay là trước về nhà chỗ này không đợi cũng được biết điều tình ngọn nguồn làm một cái hai một thế kỷ học sinh giỏi làm sao có khả năng lại được như vậy điểu khí cũng bị người coi khinh thành như vậy khó nói còn phải xem sắc mặt người hành sự nếu như nhớ không lầm chính mình thật giống được một cái cái gì hệ thống mỗi ngày có 10 lượng bạc. Cũng chớ xem thường cái này 10 lượng bạc, ở phía thế giới này, một cái dân chúng bình thường một năm tiêu tốn cũng là 7,8 lượng mà thôi. Mỗi ngày 10 lạng, đủ khiến hắn được sống cuộc sống tốt. Trở về. Không được, lại quá một tháng chính là kỳ thi mùa xuân khoa thi, trở lại sẽ làm lỡ ngươi đọc sách. Nhưng mà nghe được mạnh phàm ngôn ngữ, cao như yên lại là lắc đầu liên tục nàng được nhiều như vậy oan ức còn có thể tiếp tục dừng lại ở huyện nha, chính là vì có thể làm cho mình phu quân không muốn bởi vì ăn mặc chuyện như vậy mà ảnh hưởng khoa thi. Mặc dù tại nơi này bị người khác khinh khỉnh, nhưng tốt xấu sẽ không chết đói. Khoa cử đã thành vợ chồng bọn họ hai vương mình một điều cuối cùng đường. Như khói, yên tâm đi, sau đó chúng ta có là bạc. Ta cũng tuyệt không sẽ khiến ngươi được nửa điểm oan ức. Tình cảnh này, để mạnh phàm mũi đau xót nếu như ở trái đất, chỉ dựa vào cao như yên mỹ mạo phỏng chừng đã sớm rời hắn mà đi khác gã phú thương, làm sao còn lại bởi vì hắn muốn tham kiến khoa cử mà ở ý lại huyện nha. Bạc, từ đâu tới bạc? Khó nói ngươi nghĩ đem mạnh phủ cho bán. Không được. Tuy nhiên mạnh phủ rách nát, có thể nơi đó dù sao cũng là chúng ta. Nhìn thấy hôm nay tướng công tự hồ so với bình thường yếu quyết đoạn quả nhiên, cao như yên lập tức nghĩ đến một cái khả năng không? Ta. Ngay tại Mạnh Phàm còn muốn nói điểm đến lúc nào, phòng chứa củi bên ngoài truyền đến một đạo có chút gấp gáp thanh âm. Tam tiểu thư, cô ba gia. Lão gia cùng phu nhân hoán các ngươi đi qua. Một tên người hầu vội vội vàng vàng đi tới tiểu viện. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.